cầu đang đấu với cậu bằng của Sơn. Anh đổi cho em. Nghe này, nghe này. Có ai cho anh nhặt. Có thế là anh gì nè. Cho anh tuyệt vời. Phải anh. Rồi, thi đấu nha. Đấu gì? Đấu tiếp. Thi đấu. Đây cho bật em. Thôi không được em xin lắm một không để cho chị không cho phép chị nói đang ra được chị nói đang đấu đã chị đấu em muốn em chị đấu nhầm hả em nói nhầm chị đưa anh nhầm thế là muốn là cho vui anh vẫn này có mấy vòng này cũng có đầm ướt đầm mà như mưa người ơi người ơi đừng về người ngủ đừng về người ơi người ơi có đâu bằng người đợi chung em người ơi người ở đừng về người ơi người ơi đó đầy người chớ qua người ơi người ở đừng về người ta đây rồi người ơi người ơi người ơi người ơi người ơi em về trước cho em xin một câu để em về. Này em nhận đi nhủ đôi lời các anh chị ơi. Cả là đàn ta. Không phải. Xin phép cả nhà để cho em coi em đôi. thế này thì không dám đối khăn lắm người để lại đi mà đúng rồi khăn áo đây người để ở lại đây đúng rồi mình ơi người để tôi làm bài vâng em sẽ đang làm bài ngày mai em tròn 20 tuổi cô gái vùng cao xinh đẹp vô cùng em anh ơi, em tan là em
mắc lại một rừng không muốn về. Chữ khăn vẫn theo khăn ăn xe để lại đây, người về tôi chẳng trở về, khăn nào đây ở là người chị đối đấy chị chạy lại đây ơi người ơi là khăn nào đây thì mang áo về chứ. Anh đâu? Em đừng có nói. Áo đây là em gửi lại đây. Chị nói. À. Bây giờ chị dặn dạy chị nói này. Chị nói ơi. Chị nói ơi. Chị nói dạy. Không phải bảo nghe em đi đây nhá. Đi vào nhà em chơi là đây đã tí về nhà em đã. Minh ơi, Minh ơi, nhà Nam người ta thích câu lạc bộ của mình chị nói. Ra đây giao lưu với câu lạc bộ nhà Nam tí về ta.